Phát hiện bệnh từ hơn một năm trước, lúc 10 tuổi, khối u ác tính phát triển xâm lấn làm gãy đôi xương đùi. Quỳnh Anh không thể đi lại và phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng. Thì lúc đó là gia đình nói chung là ba mẹ rất là hụt hẫng mà coi như là mất phương hướng luôn, mình không biết phải làm sao. Trong quá trình chữa trị, gia đình được giới thiệu tới gặp bác sĩ Trần Trung Dũng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và một tia hy vọng đã đến với bệnh nhân. Với trường hợp cụ thể này, nếu không có giải pháp thay thế thì gần như là cháu sẽ phải chịu cái phẫu thuật gọi là tháo khớp háng, dẫn đến một cái tàn phế kinh khủng về mặt cơ thể. Sau nhiều cuộc hội chẩn, bác sĩ đã đưa ra quyết định thay thế toàn bộ xương đùi nhân tạo bằng hợp kim titan, sử dụng công nghệ dựng mô phỏng 3D toàn bộ hai chân để dựng hình bản thiết kế và lên kế hoạch phẫu thuật. Toàn bộ phần xương đùi cùng khối u khổng lồ đã được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh, đồng thời thay thế thành công xương đùi kèm khớp háng và khớp gối nhân tạo. Nối tiếp sự thành công của ca bệnh này, hai trường hợp bệnh nhi ung thư xương nặng khác cũng được thay toàn bộ xương đùi và ghép xương nhân tạo. Đặc biệt là Linh Nhi, 15 tuổi ở Vũng Tàu, đã trải qua 9 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ trước đó và 3 năm nằm bất động. Cô bé này không nghĩ rằng có ngày mình có thể bước đi lại trên đôi chân của mình. Khó khăn lớn nhất của ca mổ ung thư xương là khi đã có các biến chứng chảy máu hoặc nhiễm trùng. Do đó, xuyên suốt quá trình, robot định vị hybrid hiện đại bậc nhất cũng được sử dụng để đảm bảo các bước phẫu thuật đạt độ chuẩn xác cao nhất. Cái thông số mặt giải phẫu thì đòi hỏi phải chính xác đến hàng mm. Tôi sử dụng là hệ thống các mô đun lắp ráp tái tạo lại các hình ảnh của cái xương của khớp để có thể là kiểm soát và tùy chỉnh cái độ dài trong quá trình thực hiện phẫu thuật. Thành tựu khoa học công nghệ và những sáng tạo không ngừng của đội ngũ bác sĩ đã đem lại những kỳ tích cho các bệnh nhi ung thư xương, giúp các em có thể giữ được chi thể toàn vẹn.